Xin chào các anh chị, nhìn nè, đây là một bức tranh rất là đẹp và các anh em mình đang là thi công, nó gần hoàn thiện rồi. Thì trong quá trình làm việc á thì rất là nhiều quý khách chủ nhà nè hỏi là làm loại tranh nào đẹp mà nó bền. Thì hôm nay Tuyền lại giới thiệu cho các anh chị cái loại tranh là in tráng gương, thì nó phổ biến và nó rất là đẹp, đặc biệt là nó bền theo thời gian các anh chị. Thì trên tráng gương có những ưu điểm rất là nhiều so với những cái vật liệu mà trên thị trường có hiện nay, đặc biệt là các anh chị có thể so sánh tranh tráng gương với lại vải dán tường hay là tranh giấy dán tường. Thì tranh tráng gương đây là một bức tranh hoàn thiện đó các anh chị, thì nó ưu điểm cái thứ nhất là sắc đẹp và cái màu sắc của nó rất là nét. Thứ hai là ưu điểm đó là bền theo thời gian, tức là cái những cái bức tranh này nè, những hình ảnh này nó sẽ bền theo thời gian, nó không xuống màu, không phai màu, và công ty đang là bảo hành 20 năm cho các anh chị sử dụng, rất là yên tâm. Và đặc biệt thứ ba là các anh chị sợ nhất là những cái tường nhà mình bị thấm, bị ẩm mốc nè, thì đối với những một số loại tranh dán tường mà dán hiện nay á thì sẽ bị hư. Nhưng đặc biệt tranh tráng gương là các anh chị sử dụng thoải mái, không ảnh hưởng gì hết dù cho tường bị thấm, tại vì chất liệu đặc biệt của nó là nhựa PVC phủ lên một lớp bột đá, do đó nó rất là bền. Rất là nhiều tranh ảnh để các anh chị lựa chọn, phong thủy rồi tranh theo thiết kế, tranh theo hình thác suối sông, và có rất là nhiều những tranh quê hương mình nữa. Đây công ty sẽ gửi đến các anh chị tham khảo, chỉ cần liên hệ với công ty thôi. Các anh chị đang là quan tâm và cần được tư vấn, hãy liên hệ với công ty. Công ty có một cái đội ngũ sẽ tư vấn nhiệt tình cho các anh chị, tư vấn về thiết kế lên những hình ảnh mà các anh chị thích nhất. Và hãy comment và hẹn lại các anh chị trong những sản phẩm tiếp theo. Tôi là Ngọc Tuyền đến từ Titaco Việt Nam. Xin chào.